Transformer Edge of Extinction. Bộ 4 robot dòng kỷ nguyên hủy diệt Edge of Extinction, Optimus Prime, Bumblebee, Stinger và Grimlock. Cuộc chiến bảo vệ trái đất bắt đầu, các robot biến hình nhanh chóng từ những chiếc xe trở thành những người máy dũng mãnh. Trong series Transformer kỷ nguyên hủy diệt, các Autobot được cải tiến rất nhiều về vẻ bề ngoài như Optimus Prime, Bumblebee. Phe chính nghĩa là các Autobot chiến đấu chống lại các robot khủng long cuồng nộ, Dinobot Grimlock. Từ 4 chiếc xe biến hình thành 4 robot, thách thức tư duy hình khối và trí tưởng tượng của trẻ. Bộ sản phẩm Transformer kỷ nguyên hủy diệt đến từ Hasbro, hãng đồ chơi Mỹ lớn thứ 3 thế giới với đầy đủ chứng nhận CE theo tiêu chuẩn của châu Âu. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với chất liệu nhựa cao cấp đạt tiêu chuẩn ASTM của Mỹ. Mỗi sản phẩm đều có mã số riêng và thông tin được dập nổi. Mọi khớp nối đều dẻo dai và vô cùng chắc chắn. Mua ngay bộ sản phẩm Transformer kỷ nguyên hủy diệt tại các trang thương mại điện tử lớn như Tiki, Shopee, website megatoy.vn và fanpage Megatoy đồ chơi chỉnh ngã.